Hello, chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục về combo súng mới, mình sẽ chơi khẩu Serbu Super Shorty Clyde Blue. Đây là một khẩu súng thuộc dòng shotgun, nó rất là nhẹ. Nó có một cái điều gì đấy rất là đặc biệt cuốn hút mình. Nó có gọn trong hai từ rất đơn giản thôi, sóc lọ. Có nghĩa là bắt con sóc bỏ trong cái lọ đấy. Hồi này bắn thì sướng rồi, 3 viên thôi. Các bạn cứ giã liên tục cho mình. Ui, định mệnh sướng vậy. Mình phải chơi tâm vuông em ạ. Tâm tròn bên này nó không khác gì cái mâm ngũ và màn hình cả. Khốn lạ lắm. Thích mấy thằng hủy diện nó hút đam ấy nhỉ. Ô, bắn bao nhiêu viên nó ăn sạch tôi. Hưu cái nên là bầm ấy. Mày lại ra đây tao sợ mày quá dẹt ơi. Úi giời ơi, chạy đi đâu. Úi giời ơi, thôi. Anh dẹt ơi, em xin anh hãy nói hai từ đó là đéo đau đi. 9.000 máu nó cũng về với cát bụi cả thôi. Úi quả thiên thì trả địa, bắn nó phê thế. Nó rất là nhẹ nên các bạn cứ cầm thoải mái mà nhảy đi. Bắn rôm phải như công chúa hái hoa, cầm súng săn rôm như hàng Nga bắt bướm. Nó phải như thế chúng ta mới có thể thoải mái chạy nhảy khắp hoàng lăng được. Thôi thằng kia giết luôn kìa, kẻ bạn cận chiến anh em mình thông biết nó ngay. Thôi té rồi, không nên xem vào những cái cuộc vui. Những cái chuyện tình cảm của chúng nó là cái gì cả. Chuyện tình tay ba là nó dễ xảy ra những cái vấn đề phức tạp lắm. Không ai phúc đâu. Cuối cùng mình thằng bị đánh ghen ăn bồ cào lát mặt ra. Đấy, rất là nhẹ, nhảy sướng quá. Mày đây, định mệnh thôi chết rồi. Ông, nhìn sâu vào đôi mắt của tơ, mình thấy một cái lỗi hận thù. Thứ sư thằng tơ nhá, tao không làm gì mày đâu nhá. Cảm lợn rồi, thằng này đó. Nó thù dai như Chí Phèo rồi, anh Chí ơi. Thôi. Khôn như mõ vậy. Nó đợi mình bắn hết đạn ra, nó mới nhảy sang, nhưng mà lại nhảy xịt. Tơ nói thật với bạn nhá, người như bạn quy mình đẩy. Quen rồi, có sợ đâu, vào đây. Mày vào đây, sợ chưa? Dao cùng màu, súng cũng cùng màu. Nó phải chơi nguyên set. Giờ này gia đình có điều kiện nên cứ thoải mái mà phang thôi. Ôi, những cái bước chân thiên đường. Ôi giời ơi. Đây chắc con của đoàn dự này. Nó yêu tiểu long nữ xong rồi nó đẻ ra thằng này đấy. Nó bay kinh quá. Mày ăn tao, ăn tao á. Tao sợ mày quá. Ôi định mệnh y tá. Làm gì đấy, làm gì mà căng. Chặng đường thì biến hero, thời gian nó cứ lặng lẽ trôi thôi. Mình biết các bạn cũng đang rất là mong muốn, khao khát cơ thể hero, nhưng mà rất tiếc là không được đâu. Có xiền mới được. Thằng hack với cây trao luôn. Bên này mình cũng chả biết mà thằng nào với thằng nào. Lúc nãy mình chạy nó không cào mình. Nó cũng được. Việc ai người làm, nước sông nó không phạm nước giếng. Thì mong bạn cũng tha thứ cho những cái lỗi lầm của mình khi mình biến hero và soi đôi chai win. Nên khổ nạn thật, nó bay kinh thế. Đấy mà cào thùng hàng với cả là bàn thờ thì gọi tít nòi. Xa quá. Bọn này là thùng hàng với chú chó là một cái cặp sau sinh này. Úi dồi. Yêu ơi, AK Knight Bondit. Vâng, liên hoàn cận chiến là vã chết anh Tơ. Nó cho cái hư của một cái thôi. Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin anh Tơ đã từ trần hồi một phút 50 giây. Mày tao xa vẫn đi đam nhá. Hư cấu vậy, không biết khẩu này nó có được nâng cấp cái gì không. Sao bắn sướng vậy. Mày ra đây. Tao sợ mày quá y tá ơi. Nào ra đây, mình nhiều đạn lắm bạn ơi. Ui hết hồn, tôi chết rồi, động vào chị em rồi. Ôi, cái này là không xong rồi. Ôi té rồi. Dặn đến nhà đàn bà mình cũng đánh. Cũng đánh. Hư cấu đã xiên xì rồi mà nó cố nó ngon lên ăn dao của mình. Cái bọn này bây giờ nó có nhiều sở thích là quái dị. Mày chết không? Mày thích nhìn à? Thịnh mệnh nó còn chém nó gạ gẫm mình chứ ngu gì mà. Ui. Eo ơi, thôi. Bọn kia đứng quay tay thì đất thằng nào lên chém khổ mỗi cái thằng đi săn thôi. Nó hùa nhau nó giết. Cứ gọi là. Mày đi đây. Kiểu như mình trộm chó cho nó ấy. Gọi cả họ hàng hang hốc của chúng nó ra. Mày đuổi đi. Mày tí nữa là xin háng rồi. Thôi té. Nãy mình nhìn thấy một con tia chớp đen đang làng vãng chỗ này. Không đùa đâu. Đấy biết ngay mà. Mày đi đâu. Đam. Úi trời ơi. Phát một. Yêu nó cứ giật như này. Bấu sao mà không sướng. Đồng thế. Nhưng mà toàn zoom lon thôi. Thì khẩu này nó không tính tiền. Bởi vì tốc độ ra đạn nó hơi chậm một chút. Con Azo nào chạy nhanh thì mới sợ thôi. Còn đứa thi này, mày hơi lì rồi đấy nhá, khôn lắm. Nó đuổi mình từ nãy giờ, không thèm hồi máu, chỉ đứng rình thôi.
tham ăn vừa phải con gái con đứa, miếng ăn nó là miếng nhục. Vừa phải thôi. Ô, thôi, ăn cứt rồi. Quá đen cho đội bán lem. Nick đây không vào được rồi anh em ạ. Mình sang cái này mình la liếm cái khẩu nguyên thủy tí. Chơi cái khẩu này, chơi cà phê nó dân dã. Và là nó chơi gì làm tơ minh chim to rồi này. Người ta đang quảng cáo súng mà. Mày bắn tao này. Anh ơi, kiếm lên tân thể em đi anh ơi. Bốn đứa viền nhẹ đường cao chưa? Bà sẽ giả đầu thế. Thôi, chạy đâu? Bà chạy đi đâu? Mày chạy này, hôm nay còn rơi xuống chứ. À, lừa. Này thì múa cột này. Mày đi đâu? Rồi đấy, mình làm tơ rất nhanh chóng và gọn gàng thôi. Còn có đúng hai thằng thôi. Xếp hàng nhá, để tơ phát quà. Mỗi thằng được phát chức năng đặc biệt này. Mày có biết không? Mày lì này. Chạy đi đâu? Ủa, một phát 3.000 rồi đấy. Này, đứng lại solo này. Bạn quá sai rồi. Bạn chạy thì cái cơ thời gian sống sót nó kéo dài ra. Và có một số cơ hội là chém một số zoom non. Bây giờ đứng quay lại ông solo với tớ thì tôi mình chịu rồi. Không biết. Bây giờ những cái ca khúc sợ một thằng liều nó quá phổ biến rồi. Tiền Ninh Văn đã làm ra một ca khúc thực sự là có thương hiệu. Ừ, trời ơi. Thích quá. Chơi cái đích này có cái răng gồ có lai màu xanh nữa đó. Chém sướng lắm. Ăn ở cái gì vậy? Rồi lại đây bài cũ thôi. Gác đình u vít này mày lì à. Có Pegaro nó bắn sát quá. Bỏ trên bàn thờ đó, yểm trợ đó. Các bạn muốn lên thì mình sẽ lên. Chiều ý anh em luôn. 3Z này. Còn không kèm chạy à. Con này chém cực phê luôn. Các bạn nhìn cái hoa văn trên tay nó đẹp nữa cơ. Úi ngồi đứng im chờ chết. Bây giờ hiện tại mình đang trong hình dáng bà già Noel đỏ lòm. Rồi chắc đợi phát quà đấy. Mác 10 mà to à. Không có tơ đâu. Con đường tơ có thoát rồi. Không sao. Yên tâm. Bạn cứ yên tâm công tác tơ ấy. Còn lại để mình lo. Mình cứ thay tơ rồi hành xác chiến binh cho phòng này. Ui hàng kìa. À, khẩu AI kìa. Tôi cầu này thì zip rồi. Chạy đi kiểu gì bây giờ. Lại lên nữa nào. Ui còn nhà nào tiếp tế nhanh đổi súng. Ui trời ơi. Nhà được cầu KC chạy đi. Này nữa này hàng nó cứ bông vào mồm như này. Có mấy thằng trên thùng hàng đợi hồi máu đó. Ông tí nữa chúng nó làm hero thì không biết nó làm một lần đâu. Mình cứ chắc cốp 3Z này, Chris Super, Ares. Hai thằng kìa. Hai thằng thì mình cái hồi phun máu đi. Vì chúng nó đứng ở trên thùng hàng này khó chém lắm. Rồi, lượng máu nó cứ từ nó giật. Tia chớp nó cứ quăng bò một khuôn lạng thế. Đây rồi, thằng kia chưa biến cả. Xong kìa. Rồi xong. Chi buồn. Ui trời ơi. Ô kìa. Trời ơi, đây có 9.000 máu anh em để cho ai. Ôi còn đúng 9 thằng đánh một thằng bắt cái canh nhìn máu. Tuyệt vời. Ý giời ơi. Tiên mà hai trận chém zoom sướng quá. Trận này mà làm zoom nữa thì nó phải gọi là đen như chó mực vậy. Và nó đen từ cái lông chân đến lông đít. Ai ván rồi. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ đi săn quanh đây đi. Thế cầm con này nhảy lên mấy bức tường sướng lắm. Cái quát giò hợi. Cái địch mệnh nó sao kiếp của mình nó đen đấy nhỉ. Mày chạy đi đâu con đoạn này. Anh em nó zoom tập trung. Chạy mà lên quận à. Thôi giời, nó nhìn nhanh quá. Bây giờ mình nhảy sang rồi đấy. Tại bạn lừa mình lúc nãy đúng không. Cầm cái bom choáng. Rồi mày ra đấy. Nào sao đấy. Mình biết mà, cái bài này mình dùng rồi. Giữ nhiều lắm rồi. Làm sao mà không biết được. Mày chạy đâu cầm tơ bán sướng thật. Cứ một phát đi cả giáp thế này. Chiến binh cứ gọi là thốn thì rốn. Úi giời ơi. Bắn tí tê anh em ơi, không biết nó đi nó cầm TP có đuổi quá. À nó biến hero này. Tôi sai lầm rồi. Vậy thì bạn sai rồi. Bấu rồi không nghe. Tự nhiên này biến hero làm cái gì. Hai phát. Cuộc đời của hero chỉ gói gọn trong hai từ. Á hư. Ai lùa nó xuống. Không biến à. Nó mất giáp rồi. Rồi. Không muốn nói một cái câu gì nữa. Sao công việc nó an nhàn thế. Té ngay ra vòng khác cho nó lành. Trận thứ tư mình cũng làm zoom. Mình xin được nhắc lại là 4 trận liên tiếp em làm zoom không đủ được. 3 trận thì còn ăn được. Ôi cũng cắn rơm cắn cỏ thôi, lại chúng nó thôi. Mình tắt mic của này đó, nó chửi nhau kinh quá.
Úi giời ơi, nó hù lên một tiếng. Mà con tim tôi như tan nát. Được bắn súng rồi. Anh đi tán luôn này. 18.000 máu này, bạn nào có hứng thú thì xuống mà mút. Ôi xa quá, vào gần nhau nó mới trao được nhiều yêu thương. Úi giời ơi, đúng rồi, cứ dụ nó đi. Mình đứng sau mình giã nó cho nó ra bã luôn. Ưng lắm, không có cái lỗi đau nào bằng cái lỗi đau à. Thằng đứng sau mình nó cầm sóc ăn nó móc. Nó đau nó không sướng, nó phải khốn nạn chứ, chạy đi đâu. Nhấp nháy thì chạy đi đâu. Mày hồi máu này, cái body ba vòng chuẩn mực của bạn nó lộ lắm. Tơ đâu, ôi định bay thoát nhiều vậy. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Hay quá, táo ơi, con y tá mắc tiền hóa rồi. Hy vọng nó sẽ làm nên là điều kỳ tích. Ôi giời, nó định đứng sau mình chứ. Nghĩ gì, người ta hơi tỉnh luôn đấy. Một cái nguy hiểm cất kề thôi, mình là có cái giác quan thứ 6 của một thằng con trai còn trinh. Biết ngay, chạy luôn trước khi quá muộn. Thế luôn biết ngay rồi, nó chết mà các bạn thấy chưa? Các bạn thấy mình tỉnh chưa? Quá tỉnh mới đẹp dai luôn. Ôi, thằng này nó nhảy xịt. Không, thằng 3Z thì mình là chết rồi đấy. Hay quá. 3Z nó cứ một phát một thế này, rôm non nó sống sao. Này kiếm rôm nhấp nháy cận chiến nó sướng này. Mà này toàn rôm non thôi mà, chết nhiều lần lắm rồi. Bọn mày đầu thai bao nhiêu lần rồi. Quá mạnh. Sao khẩu này bây giờ bắn nó lại đã thế nhỉ. Nó sướng cả cái tay ấy. Mà bên này là y tá nhá, người nó nhỏ nó còn chưa ăn hết đạn đâu. Úi giời ơi, cái tâm nó bằng tầm 10 con rôm non nó chụp lại. Ui, anh ơi, anh chơi khốn nạn thế anh ơi. Em nói thật, may mà em có thính giác, em ngửi mùi anh nó hơi hăng hăng. Lần sau đề nghị trước cái tắm là dùng dề solar để lăn lách. Bẩn quá. Mà có nhâm nháy à. Ui, tiếc quá, mày vào đây. May thằng kia nó ăn đạn khẩu lục của mình đấy. Ơ, có hai đứa kìa. Thằng nào làm hero đây? Em té cho lành. Mày vào đây. Quá kinh khủng. Hai thằng sống không thể nào làm hero. Thôi mình cứ dừng clip ở đây thôi.